Giờ này vẫn còn ăn bim bim à? Con đi ngủ đi. Kệ em. Chị ăn không? Không. Bị mẹ tát có đau lắm không? Có. Chị thừa biết là tay mẹ khỏe như nào còn gì nữa. Em váng đầu bây giờ chưa hết rồi này. Cũng tại em cơ. Rốt. Thấy mẹ nóng tính lên rồi thì phải bớt bớt đi chứ. Chỉ có phải lúc nào em cũng can đảm đâu. Thôi, thả một lần nói thật còn hơn. Gì vậy? Chị. Cái anh Duy lúc nãy là người đến nhà chị hôm trước, đúng không? Luyên Thuyên. Nhân viên phòng chị á, em biết mặt hết nhá. Chắc chắn anh Duy là người mới. Mà anh ta nhìn chị với ánh mắt không bình thường tí nào cả. Chị không thích đàn ông bám váy phụ nữ để đi lên, mà đặc biệt là bám váy bà già. Uầy, là sao ạ? Nghĩa là anh ta là trai bao hay là sugar mommy? Thôi bớt bớt cái miệng đi. Bớt cái gì hả bớt? Kệ. Em không biết anh ta làm gì, nhưng mà thái độ người ta hòa nhã hơn đứt chị. Mặt thì sưng xỉa lên, kém khí chất. Giỏi nhờ. Còn chủ quán của em nữa đấy. Trông cũng không phải là người đàn ông đơn giản đâu. Đơn giản hay không, không quan trọng. Quan trọng là anh ta trả lương cho em đầy đủ, đúng hẹn, mà không gây khó dễ gì cho em cả. Tôi nhắc không thừa đâu. Hơn 20 tuổi rồi đấy. Phải đặc biệt cẩn thận với tất cả những mối quan hệ liên quan đến đàn ông, nghe chưa? Không phải người nào cũng tốt đâu. Em biết rồi. Với cả trông em trẻ con thế này, ai thèm lừa nhỉ? Thì cứ nhắc thế. Ôi, măn nữa. Đánh răng ngủ. Vâng. Không biết là giờ này mẹ đã ngủ chưa nhỉ? Đánh em chắc là mẹ đau tay lắm đấy. Còn đau cả lòng nữa.